Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác thích ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Bây giờ thì đang là 8 giờ sáng của ngày Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2024. Và như các bác có thể nhìn thấy trên màn hình thì đó chính là chúng ta tạm gọi là Sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ gọi là như vậy. Thế thì Sư Minh Tuệ thì chiếm được cái cảm tình và cái sự quan tâm của dư luận rất lớn trong khoảng vài tháng gần đây. Và thật sự mỗi lần Sư đi qua thì có hàng đoàn người lại cũng đi theo, thì cũng quỳ lại, cũng nói cái vân vân. Nhưng đó là một khía cạnh khác. Và trong clip này thì tôi chỉ xin chia sẻ đôi điều với các bác, một cái rằng là vừa rồi có rất nhiều vị sư, thậm chí là có cả một cái vị chủ trì đứng lên để mà chỉ trích Sư Minh Tuệ. Có biết ai không? Chỉ trích Sư Minh Tuệ. Và ở đây ấy, thì tôi với các bác là cùng nhau để mà phân tích xem là tại sao nó lại như thế. Và đâu mới là sư thật, sư giả. Thế thì tôi xin chia sẻ đôi điều với các bác thế này. Người Việt Nam có một cái tính có thể nói rằng là đặc trưng. Tôi thấy nhiều người bị lắm. Và xung quanh tôi cũng vậy. Người ta gọi là cái tính đố kỵ. Tức là thấy người khác hơn mình thì không chịu được. Và thật sự là người ta có những cái suy nghĩ, rồi người ta có những cái hành động là hoặc rằng là tỉa tót, châm biếm, tóm lại rằng là tính hơn thua hơn người. Và chúng ta gọi là tính đố kỵ. Thì tính đố kỵ thì nó cũng giống như trong cái sân hận. Sân, đúng không? Sân hận thì nó là một phần của cái tính sân. Và Phật tổ đã phải mất rất nhiều năm, từ bỏ cả ngai vàng, rồi thử rất nhiều pháp tu, để rồi từ đó mới tìm ra được cái chân lý diệt khổ. Bởi vì Đức Phật đã biết rằng tham sân si, tức là tam độc này, là có thể nói rằng là nguồn gốc của khổ. Chính vì thế phải diệt được cái tam độc này, tức là dập để cái tham sân si đi, tức là trong đó bao gồm cả cái tính sân. Trong tính sân thì nó bao gồm cả cái đố kỵ. Vậy thì một vị sư thầy, một vị phương trượng của chùa bình thường mà cứ đi giảng đạo vân vân, nhưng lại thể hiện cái tính sân si đố kỵ, thì liệu rằng người này có tu được theo cái theo 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 cái gì Đức Phật đã dạy hay không? Bởi vì những cái thứ đó là cơ bản của cơ bản. Thực tế xin thưa với các bác rằng là đạo Phật nó rất đơn giản và nó thiên về thực hành. Và ở đây chúng ta thấy rằng là nhiều người không thực hành được cái đó. Có thể đọc nhiều kinh sách, có thể biết nhiều, nhưng mà thực hành đâu. Hôm qua tôi nghe đi nghe lại clip của một vị chủ trì đó, thì có nói rằng là anh ta đã có biết là có bao nhiêu giới không, đã giữ được bao nhiêu giới rồi. Thế thì thật sự ở đây chúng ta phải nhìn ra một cái điều rằng là người dân, người ta có cái thái độ, có cái tình cảm đối với Sư Minh Tuệ là bởi vì chính người ta nhìn ra được cái giữ giới của sư. Còn các vị thì người ta không biết rằng là các vị có giữ giới hay không, chưa cần biết rằng là vị có nói một câu, phương trượng có nói một câu rằng là chủ trì nói một câu rằng là có biết giới hay không, giữ được bao nhiêu giới rồi, kiểu thế. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là bởi vì người dân không sùng kính các vị, là bởi vì người ta không những người ta không biết các vị giữ được bao nhiêu giới, mà thi thoảng người ta còn biết rằng là các vị thi thoảng người ta còn biết rằng là các vị không giữ giới cơ, còn vi phạm giới cơ. Ví dụ một trong những cái giới mà tôi nghĩ rằng là cũng dễ làm đối với các người tu, đó là không sở hữu tiền bạc của cải. Không sở hữu tiền bạc của cải. Thế nhưng mà có những cái vị sư khi mà gọi rằng là vi phạm kỷ luật và phải tóm lại là về với dân, tức là xuất thế tục, thì yêu cầu được giữ lại yêu cầu được giữ lại là đến hàng trăm tỷ đồng. Đó, hàng trăm tỷ đồng. Quê tôi ấy, bác đã biết vị đấy, vị nào đấy, thì là người ta còn biết rằng là các vị còn không giữ giới. Người dân thứ nhất không biết các vị giữ giới nào, giữ giới kiểu gì, chỉ thấy rằng là các vị
là có những cái dấu hiệu không giữ giới. Cho nên khi người ta thấy một vị sư minh tuệ giữ cái giới luật cơ bản của hạnh Đầu Đà thì người ta sùng kính, người ta thấy rằng là đây mới là bậc chân tu. Cũng nghĩ đơn giản vậy thôi. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Tại sao các vị không show ra cho mọi người biết rằng là các vị giữ những cái giới luật nào? Cho mọi người thấy ăn ở ngủ nghỉ ra làm sao mà ở đây lại cứ đi sân hận với người ta, sân si với người ta. Còn người dân người ta thấy rằng là đây là người mà không có nhận tiền bạc, không có nhận cơm thêm, nước thêm, chỉ nhận vào buổi sáng thôi. Và ở thì ở không nghĩa địa, và ngủ thì ngủ ngồi. Tại sao lại ngủ ngồi? Bởi vì rằng là có nhiều vị sư và một số người thì bắt đầu lên tiếng ra vẻ là ta đây là biết về đạo Phật, và có nói rằng là đi lang thang như vậy thì có phải là tu không? Thế thì tôi mới hỏi được một cái câu rằng là thế thì bạn đã biết hạnh Đầu Đà của đệ tử đầu tiên của Đức Phật tu kiểu gì không? Thế thì không, im lặng không nói. Tức là người ta bảo rằng là người ta bắt đầu rằng có một cái đội quân tấn công sư Minh Tuệ bằng là cách bôi bác cá nhân, bôi bác nọ bôi bác kia, rồi bảo là ông này chả có gì cả, rồi ông này lại cứ đi lang thang, ông này như kẻ ăn xin kiểu kiểu thế. Tức là tập trung vào công kích cá nhân. Nhưng khi tôi hỏi và bảo ông này không phải là sư, thế thì không phải là sư thầy, không phải là thánh nọ kia vân vân, thế thì tôi chỉ hỏi đúng một cái câu rằng là thế thì theo hạnh Đầu Đà thì có mấy cái, có vị sư đệ tử đầu tiên của Đức Phật là có tu theo cái này không? Thì im lặng không nói, vì chắc lúc đấy là bắt đầu mới search ra với Google, bắt đầu mới gõ Google để search ra rằng là hạnh Đầu Đà nó là cái gì và tại sao tu như thế, tại sao lại cầm bình bát đi như vậy, tại sao lại mặc tấm áo vá chẳng vá chỉnh, tại sao lại phải ăn cơm trước ngọ, tại sao lại phải ngủ ở trong, ngày xưa ngủ trong rừng hoặc là bãi tha ma, rồi tại sao lại phải gọi rằng là ngủ ngồi thiền định thì như thế nào, kiểu kiểu như thế. Thế thì ở đây á, chúng ta thấy rằng là chúng ta bớt cái sân hận sân si đi. Có hai cái tôi chỉ chia sẻ với các bác. Kể cả một vị sư thầy sân hận sân si như thế và nói lên như vậy á, thì sư thầy có tu thật đi chăng nữa thì cũng là sư thầy đắc chứng quả, đắc chứng quả, chứ chúng tôi không đắc được, đúng không? Những vị sư thầy mà có chỉ mắng Thích Minh Tuệ thì cũng vậy thôi. Tức là nếu mà ông vị, các vị có tu thật mà đắc được chứng quả thì các vị được hưởng, chứ bọn tôi đâu có được hưởng. Cái thứ hai á là kể cả sư thầy Minh Tuệ có đạt được chứng quả thì cũng là sư thầy đạt được, chứ chúng tôi không có đạt được, chúng ta không có đạt được. Là cái thứ hai. Thế nhưng có một khác biệt rằng là sư thầy thì làm một mình, còn những vị kia thì xin thưa rằng là coi mình như là thánh. Nhiều người sống trong cái sự sùng bái nhiều quá, lâu quá, cũng giống như nhiều vị quan chức ấy, thấy nhiều người xu nịnh xun xoe sợ hãi trước mình, đứng trước mình sợ hãi thì cứ tưởng là người ta sợ bản thân mình, cứ tưởng là người ta cho mình là thánh, nhưng không phải, nó là cái ghế ngồi mà thôi, anh ngồi tạm ở đó, đừng nhầm lẫn nó là bản thân em. Đúng cho nên ấy, cái câu chuyện ở đây ấy, về sư Minh Tuệ, tôi nghĩ rằng là thay vì những vị chủ trì hoặc là những người khác công kích sư thầy Minh Tuệ thì hãy thể hiện rằng là mình tu đúng đạo Phật bằng cách không sân hận sân si, không công kích cá nhân người ta. Có 84.000 phép tu, mỗi người đều có thể chọn cho mình một pháp tu, đó là chuyện rất bình thường. Sư thầy Minh Tuệ không động đến nồi cơm của ai thì các vị cũng đừng động đến nồi, nghĩa là đừng động tới cái gì của thầy. Về thực tế cũng chả động được, về thầy cũng chả có, sư Minh Tuệ cũng chả quan tâm việc đấy. Đó. Và hãy tập trung vào cải thiện cái bản thân mình. Bởi vì càng công kích sư Minh Tuệ bao nhiêu thì các vị lại càng lộ ra cái bản mặt sân si, sân hận, đố kỵ, ghen ghét bấy nhiêu. Và như vậy nó trở thành. Đúng không? Và rõ ràng nếu mọi người dân đều nhận biết được thì là tu này chưa thành, chưa bao giờ nhận được chứng quả đâu. Đấy là cái chúng ta thấy. Còn đối với nhiều người ấy, kể cả mấy anh chị YouTuber ấy, thực ra vừa rồi là có người với tôi cũng theo cái đạo Phật thì các bác thì biết là lâu rồi, nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi dám nhận mình là Phật tử.
Tôi chỉ có thể chia sẻ với các bác cái hiểu biết về đạo Phật, cộng với cả là thấy rằng là mình đã thực hành theo, tức là giữ được một vài cái giới thôi mà mình đã sung sướng và mình đã có thể nói rằng là rất là an lạc. Nếu tôi chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân mình hết, và mình cũng chả dám nhận là Phật tử. Thì ở đây ấy, chúng ta thì thấy rằng là thì vừa rồi là có nhiều người cũng rủ tôi về ở chỗ Thanh Hóa để mà cái gọi là gặp sư thầy Minh Tuệ. Tôi bảo là thứ nhất là sư Minh Tuệ, tức là sư thầy Minh Tuệ, bởi vì là thầy thì người ta phải dạy mình, nhưng đây là sư Minh Tuệ là không có dạy ai, nó tự tu một mình, đó là quyền cá nhân của người ta. Đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là trong quãng đường tu đó thì sư Minh Tuệ đã đạt được thì hay không thì đó là sư Minh Tuệ hưởng, thì mình tôn trọng bằng cách rằng là mình để sự đó tự làm gì đấy, chứ không không có can thiệp vào. Đấy cũng là cái cách để mình giúp cho sư Minh Tuệ sớm chứng chứng đắc quả đó. Thì đấy là cái cách mà mình làm, rồi bớt cái việc mà quay phim chụp ảnh đi, rồi đến livestream đi, đúng không? Và đây tôi thấy rằng là các vị chủ trì hoặc là những vị sư khác thì cũng thay vì cái sân hận đố kỵ mà chỉ trích người ta rằng là chỉ có phép tu của mình mới đúng, còn của ông thầy này là sai, thì xin chia sẻ rằng là đúng hay sai thì các vị hưởng, đúng không? Chứ người bình thường không có hưởng được. Và hãy để yên cho người ta, càng nói nhiều thì càng thể hiện ra cái bộ mặt đố kỵ thôi. Và thật sự những người đó mà vẫn còn cái sự đố kỵ sân hận, không có cái sự bao dung, tức là cái tâm từ, thì sẽ rất khó. Thật sự đó cũng không phải là bậc chân tu được đâu, bởi vì đến cái việc đơn giản thế mà cũng vẫn còn cái ghen ghét thì đố kỵ thì làm sao mà thấy được, đúng không? Cảm ơn các bác rất là nhiều.